Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, hôm nay có thể nói là một ngày vui của Trường Nguyễn và Lê Lê, cũng giống như là kênh Việt Nam Today, được sự ghi nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Yên Bái có thư mời tôi đến tham dự tổng kết cuối năm của Sở, nhưng mà mình được một phần trong cái chương trình đó là được tặng cái giấy khen của Sở để ghi nhận cho những cái công việc mà người ta nói là rất là nỗ lực, có công tác là tuyên truyền, hỗ trợ quảng bá cho du lịch của tỉnh Yên Bái. Đây là cái niềm vui thứ hai được ghi nhận ở tỉnh Yên Bái này. Tôi cũng xin nhắc lại là tôi cũng đã từng được bên phía tỉnh ủy Yên Bái tặng cho một cái bằng khen trong cái dịp cách đây một năm. Và thưa quý vị, hôm nay có thể nói là tôi rất là hồi hộp, là bởi vì nhìn lại một cái quá trình làm việc của mình trong suốt năm 2021 vừa qua, mình cứ miệt mài mình làm cái công việc kết nối, và khi mà dừng chân lại vào cái dịp cuối năm này thì cái sự ghi nhận của bên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng làm cho tôi cảm thấy rằng những cái việc làm của mình hết sức là thiết thực, và cũng đã được lãnh đạo của Sở đánh giá, ghi nhận. Và bây giờ tôi và Lê Lê sẽ cùng đến với lại Sở Văn hóa để mình có thể tham gia vào cái buổi tổng kết và được đánh giá ghi nhận như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi cái phóng sự ngắn mà chúng tôi thực hiện sau đây nha. Xin mời các điểm cầu, các đồng chí tiếp tục quay trở lại hội trường để chúng ta chuẩn bị nội dung tiếp theo. Báo cáo các đồng chí là tham gia hội nghị của chúng ta ngày hôm nay, thay mặt lãnh đạo Sở, tôi xin được trân trọng giới thiệu có nhà báo Trường Nguyễn là giám đốc của kênh Việt Nam Today tới dự với chúng ta. Xin mời các đồng chí. Trước khi đi vào cái nội dung tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2021, thì tôi cũng xin được báo cáo với các đồng chí là xin được giới thiệu là nhà báo Trường Nguyễn là một kiều bào ở nước ngoài, là một người con mà cũng rất là yêu Yên Bái. Anh có phu nhân là người con ở Yên Bái, thế thì trong các cái dịp về thăm quê thì anh cũng rất là yêu Yên Bái rồi, và bây giờ là quyết định là sẽ có nhà để định cư ở Yên Bái. Thế và trong thời gian vừa qua thì anh Trường cũng đã có một cái sự phối hợp rất là chặt chẽ với đại Sở, anh đã kết nối để giúp cho chúng ta có một cái nguồn lực để hỗ trợ cho xã Dế Xu Phình, là xã được tỉnh giao cho Sở phụ trách. Anh đã kết nối để tổ chức cho một lớp học xóa mù chữ cho bà con của xã Dế Xu Phình với kinh phí là hơn 120 triệu đồng. Anh cũng đã kết nối với khán giả của kênh Việt Nam Today để hỗ trợ cho xã Dế Xu Phình có nguồn lực để hỗ trợ cho một cái nhà, một hộ gia đình 40 triệu để làm một căn nhà xóa nhà rột nát để thoát nghèo. Ngoài ra thì anh cũng còn hỗ trợ rất là nhiều những cái nguồn kinh phí hỗ trợ cho bà con trong việc mua cây giống, thế rồi là sửa sang nhà cửa để thoát nghèo. Và anh cũng từ những nguồn kinh phí hỗ trợ của kênh Việt Nam Today thì đã có 15 hộ nghèo của xã Dế Xu Phình do Sở Văn hóa hỗ trợ thì đã được thoát nghèo. Thế và trong dịp đầu xuân mới thì nhà báo Trường Nguyễn cũng đến thăm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thế và anh cũng đã có hứa để giúp cho xã Dế Xu Phình của chúng ta có thêm cái nguồn kinh phí để thoát nghèo trong năm, bà con thoát nghèo trong năm 2022, và đặc biệt là trong dịp đầu xuân
Thì trong cái chuyến công tác sắp tới thì anh Trường Nguyễn cũng sẽ từ cái nguồn kinh phí hỗ trợ của khán giả kênh Việt Nam Today thì sẽ hỗ trợ cho xã Dế Xu Phình có một cái nguồn kinh phí để trồng được 1.000 cái cây hoa tớ dày để tạo cảnh quan của xã. Thì cũng là một cái việc làm vô cùng ý nghĩa với cái việc mà như nãy chúng ta đã bàn, đó là chúng ta sẽ xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch. Để như vậy thì cái việc làm của khán giả của kênh Việt Nam Today thì sẽ giúp cho xã có một cái cảnh quan đẹp để chúng ta phát triển du lịch. Và chúng tôi sẽ dự kiến là trong cái dịp đầu xuân, tức là chủ nhật này, thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ cùng với đoàn công tác của nhà báo Trường Nguyễn sẽ lên trao một số xuất quà, cho 15 xuất quà cho bà con huyện của xã Dế Xu Phình trong cái đợt Tết, cũng như là trao kinh phí là 5 triệu đồng để mua 1.000 cây giống để chúng ta trồng cây hoa tạo cảnh quan cho xã trong dịp đầu xuân. Thế thì với những cái sự đóng góp rất là ý nghĩa của nhà báo Trường Nguyễn, ngoài cái việc là hỗ trợ cho chúng ta thoát nghèo, bà con thoát nghèo, thì anh còn là một nhà báo rất là tâm huyết trong cái việc tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nói chung, cũng như là những cái hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Yên Bái nói riêng. Các đồng chí theo dõi là sau khi mà có cái hội nghị văn hóa toàn quốc ấy được tổ chức, thì anh đã làm hai cái phóng sự để bàn luận về những cái hoạt động của chúng ta liên quan tới hoạt động của cái hội nghị văn hóa toàn quốc, và cũng được rất là nhiều bà con đánh giá cao về cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa và đóng góp của nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống. Và anh cũng đã đưa ra được rất là nhiều những cái câu chuyện rất xúc động về việc bảo tồn văn hóa của bà con, đặc biệt là bà con của huyện Mù Căng Chải chúng ta. Thì trước những cái đóng góp rất là to lớn của anh Trường đối với ngành, thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì cũng đã quyết định tặng giấy khen về những cái đóng góp của anh trong công tác tuyên truyền cho các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian vừa qua, để xin được thông tin lại với các đồng chí trong hội nghị, và cũng xin các đồng chí một tràng pháo tay để cảm ơn sự đóng góp của anh Trường đối với các hoạt động của ngành trong thời gian vừa qua. Vâng. Sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục bước vào cái nội dung thứ hai, đó là thực hiện cái công tác thi đua khen thưởng. Vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, tiếp theo chúng ta bước sang chương trình công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, cùng nhau đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được giao năm 2022. Kính thưa các quý vị đại biểu, ngày 13 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký quyết định về việc tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch cho 11 các đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 1. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, huấn luyện viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái. 2. Ông Phạm Văn Vịnh, huấn luyện viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái. 3. Ông Thào Cáng Súa, nghệ nhân ưu tú bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. 4. Bà Triệu Thị Nhạy, nghệ nhân ưu tú thôn Hai Túc, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 5. Ông Lạc Tiên Sinh, nghệ nhân ưu tú thôn Ghẹ Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 6. Bà Vũ Thị Hòa, công chức văn hóa xã hội, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 7. Ông Nguyễn Tiến Dũng, công chức văn hóa xã hội, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 8. Bà Nguyễn Thị Thêm, công chức văn hóa xã hội, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. 9. Ông Đào Xuân Thiêm, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 10. Bà Đỗ Thị Thanh Nga, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. 11. Bà Lò Thị Tuyết Dung, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã ký quyết định về việc tặng cờ thi đua của Bộ năm 2021 cho Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc
trong xây dựng tổ chức hoạt động văn hóa thể thao và du lịch tại 1. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, 2. Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, 3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Yên Bái, 4. Cán bộ và nhân dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, 5. Cán bộ và nhân dân phường Nguyễn Thị Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Về cá nhân thì gồm có 2 đồng chí, 1. Ông Phùng Thế Hoàng, trưởng phòng quản lý văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, 2. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Xin trân trọng kính mời văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lên nhận bằng khen. Và cá nhân xin mời đồng chí Phùng Thế Hoàng, trưởng phòng quản lý văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lên nhận bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin mời hai đồng chí ạ. Giờ mới có thành tích. Vâng ạ, đề nghị hội nghị cho một tràng vào tay năm 2021. Quang Trường, giám đốc kênh Việt Nam Today đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền quảng bá về văn hóa và du lịch của tỉnh Yên Bái. Và sau đây xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Trường, giám đốc kênh Việt Nam Today lên sân khấu để nhận giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thanh Bình, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí trong ban giám đốc lên tặng giấy khen cho đồng chí Nguyễn Quang Trường ạ. Vâng, em cùng anh rất là mong là tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ của anh. Em có bó hoa tươi thắm thưa chị Thanh Bình và các anh chị cán bộ của bên sở và các đơn vị chính phủ, tôi thì rất là vui và cảm động khi mà được tham gia cái hội nghị tổng kết cuối năm của bên sở cũng như là các ban ngành ở đây. Không có cái gì mà vinh dự hơn cho một cái kiều bào của tôi như tôi ở xa về và lại được đón nhận ở trong tỉnh như thế này. Như quý vị cũng đã biết là cái công việc truyền thông của chúng tôi, cái vai trò chính là được đi kết nối tất cả mọi người được với nhau. Và nó còn ý nghĩa hơn nữa khi mà tôi ở xa về ở một cái nước Mỹ, một cộng đồng mà còn nhiều cái sự khác biệt về mặt quan điểm, về mặt chính trị. Cho nên cái công việc của tôi có thể nói là nó vừa mang cái sứ mệnh của một người làm truyền thông, đưa cái giá trị trung thực và khách quan của đất nước ra hải ngoại cho kiều bào của chúng ta được hiểu rõ hơn. Khi về Việt Nam thì có thể nói là những cái chuyến đi đầu tiên và ấn tượng nhất đối với tôi là chính là những chuyến đi đi ra Trường Sa. Và có thể nói là từ 2012, 14, 15 và 19, tức là 4 chuyến đi ra Trường Sa đó. Chuyến đi mà Trường Sa năm 2019 thì tôi lại tình cờ lại được gặp những cán bộ của bên tỉnh Yên Bái, trong đó có tổng biên tập anh Đông Nghị Sĩ. Và chúng tôi không biết là trong ban ngành ở của sở mình ở đây hay là các đơn vị trực thuộc có đồng chí nào mà đã từng đi. Và nếu mà không quên thì thấy một cái ông mà râu dài và hay ngồi miệt mài vẽ tranh trên nhung để cho các chiến sĩ. Và tôi nghĩ là cái công việc của một nhà báo và một họa sĩ như tôi thì cái ghi nhận cái hình ảnh đẹp của quê hương đất nước là một cái yếu tố quan trọng đối với tôi. Khi mà có người thân ở Yên Bái thì tôi về đây thì tôi có thể nói là ngỡ ngàng với cái tiềm năng về du lịch, về tiềm năng về sinh thái, đời sống của con người Yên Bái. Cho nên là tôi đã miệt mài làm rất nhiều những cái công việc, đưa nhiều hình ảnh cho bà con ở nước ngoài người ta thấy thực tế ở biển đảo đã đành rồi, nhưng mà ở những cái vùng phên dậu của tổ quốc của chúng ta, trong đó Yên Bái là một cái địa điểm mà có thể nói là rất tuyệt vời. Do đó là những cái việc mà chúng tôi đã thực hiện được qua kênh Việt Nam Today mà chị Thanh Bình giới thiệu làm cho tôi cảm thấy rằng cái công việc của mình nó càng lúc nó càng nhiều hơn nữa. Và có thể nói rằng rất nhiều bà con của chúng ta qua những cái hình ảnh mà tôi đưa tin thì họ háo hức và mong muốn đến với Yên Bái để mà
cảm thấy là chung tay với những người ở trong những cái vùng như chúng ta, và kể cả những cái cựu chiến binh người Mỹ, họ cũng rất quen thuộc với những cái tên như là Đề Chơ, Làng Nhì, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, vân vân. Và tôi nghĩ rằng đó là cái điều mà hạnh phúc cho một cái người làm công việc của tôi. Và hôm nay thì có mặt ở cái buổi tổng kết này và được các anh chị ghi nhận và khen thưởng, tôi cũng rất là vui. Bởi vì khi năm 2018 thì tôi cũng được một cái bằng khen của tỉnh qua chị Trà, lúc đó là cũng đã thấy là tôi đã cũng vào cái dịp Tết như thế này, khi mà tôi mô tả cái hình ảnh đẹp của cây năm của chúng ta, trung tâm hành chính của tỉnh thì quá lộng lẫy, và nhất là những cái câu chuyện với lại anh Đông Thụy Sĩ thì thấy rằng là hạ tầng cơ sở tại thành phố Yên Bái nói chung và những con đường đi lên các huyện trạm thì cũng rất là tốt đẹp. Và mặc dù là đời sống bà con của chúng ta còn nhiều khó khăn, nhưng mà tôi tin rằng với cái sự tận tâm của các cán bộ ở bên Sở Văn hóa và Du lịch, và với cái tiềm năng mà chúng ta đang có đối với người ở nước ngoài, thì cái rừng rồi rừng vàng miền Bắc thì quý vô cùng. Cho nên là tôi ý thức được cái việc đấy, cho nên là sẽ sẵn sàng tiếp tay và cùng đồng hành với lại các anh chị trong Sở Văn hóa Du lịch để chúng ta có được một cái năm mới nhiều hoạt động tốt đẹp hơn. Và trước thềm năm mới thì xin kính chúc sức khỏe các anh chị ở bên Sở Văn hóa Du lịch và Thể thao, cũng giống như là các anh chị cán bộ có được nhiều sức khỏe để chúng ta có được một năm mới tốt đẹp hơn. Trước khi dứt lời thì tôi xin có một cái món quà nhỏ để gửi cho chị Thanh Bình, và chúng tôi cũng xin là mong rằng chị Thanh Bình lên đón nhận và chúng ta cũng chứng kiến cái món quà của chúng tôi. Chúng tôi xin mời chị Thanh Bình. Dạ vâng. Các bạn đã gần tí xíu nha. Và đây. Dạ chú anh nhé. Dạ, em rất là cảm ơn anh ạ. Và em sẽ bóc luôn. Em cảm ơn anh. Chính các sĩ trên đảo rồi. Và tôi là có cái sở thích là đi tới đâu vẽ phong cảnh và vẽ chân dung các nơi. Đấy. Nhưng mà đây là một bức tranh, không biết là bức tranh gì đây. Quay luôn. Thế thì đi về. Và đây là bức chân dung của chị Thanh Bình, người là lãnh đạo của bên sở. Cái điều khó nhất trong bức tranh này là tôi xin thú thật là cái nụ cười của chị. Khó nhất. Nụ cười có cái chữ răng khẩn hết sức là duyên dáng. Và cũng xin đây là tuy là nói là cái bức tranh riêng cho chị, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng cái chân dung này, một cái vị lãnh đạo đầu ngành có một cái nụ cười tươi và nó làm lan tỏa cái điều đó, đối với tôi là rất quan trọng. Dạ. Cho nên là tôi đã gửi đến chị bức tranh chân dung. Dạ xin. Vâng, em rất là cảm ơn. Vâng, rất là xúc động anh ạ. Vâng ạ. Và nếu mà anh chị trong sở hay là các đơn vị trực thuộc mà muốn đặt hàng thì xin đừng ngần ngại đặt hàng. Ngay luôn. Và sở thích của tôi là vẽ tranh. Dạ. Cho nên là cái ngôi nhà mà tôi đang thực hiện thì cũng sẽ trở thành một cái phòng tranh để mà nơi đó dạy vẽ cho các cháu, và cũng sẽ ghi nhận cái cảnh quan của Yên Bái, và cũng mời gọi rất nhiều những họa sĩ ở thủ đô, ở nước ngoài về để mà chúng ta cùng hợp tác với nhau trong cái lĩnh vực mỹ thuật. Dạ, và đây là bức tranh của chị. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Tiếp theo chương trình thì tôi sau đây xin trân trọng và kính mời đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lên phát động thi đua năm 2022 của ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Kính thưa đồng chí Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Kính thưa nhà báo Trường Nguyễn và bạn Lê Lê, khách quý của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc sở, các đồng chí lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố, thưa toàn thể hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi xin phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
trong cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động toàn ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh Yên Bái. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhằm tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần và động lực phát triển, soi đường cho quốc dân đi, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phát động, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát kết quả dịch bệnh COVID-19, duy trì phát triển các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch, đảm bảo hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa thể thao và chuyển đổi số, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, làm tốt vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gắn với việc thực hiện chương trình hành động số 56 ngày 1 tháng 11 năm 2021 của tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và chất lượng, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của ban tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh, tham mưu tổ chức thành công các sự kiện, chương trình theo kế hoạch năm 2022. Thứ hai, nâng cao hiệu quả các hoạt động sự nghiệp, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo hướng chủ động trách nhiệm xây dựng, nâng cao chất lượng trong phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thứ ba, tham mưu ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022, phấn đấu chỉ số hạnh phúc năm 2022 đạt 60,3%, thực hiện tốt các mục tiêu của chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, trong đó triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2025, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động văn hóa và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và nhu cầu sáng tạo nghệ thuật. Thứ tư, triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, chương trình quốc gia phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững, gắn với phát triển kinh tế, du lịch, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Là triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển du lịch trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2023, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch, phát triển công nghệ sạch và phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, tập trung phát triển sản phẩm du lịch theo hướng xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo. Năm 2022, phấn đấu đón và phục vụ 1.100.000 lượt khách du lịch, trong đó là 250.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu dự kiến đạt 845 tỷ đồng, tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức hoạt động du lịch. Trong năm 2022, tăng cường hợp tác phát triển du lịch, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022. Kính thưa các đồng chí dự hội nghị, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành văn hóa thể thao và du lịch đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra theo kế hoạch. Hội nghị đã nghe và thống nhất cao các nội dung báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đã có 5 ý kiến phát biểu tham luận, có 8 ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo sở, tôi ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được của các đơn vị trong thời gian vừa qua. Chính từ kết quả này đã góp phần hoàn thành kế hoạch chung của ngành năm 2021. Hội nghị đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch trong năm 2021 cũng như trong suốt giai đoạn vừa qua.
triển khai phát động phong trào thi đua trong toàn ngành năm 2022. Kính thưa các đồng chí, dự hội nghị, báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu của đại biểu tại hội nghị đã thống nhất đánh giá năm 2021, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, bộ văn hóa thể thao và du lịch, kế hoạch công tác của ngành, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ được ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó có nhiều nội dung đạt hiệu quả và chất lượng, nổi bật là trên lĩnh vực văn hóa đã làm tốt công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo triển khai các hoạt động kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đảm bảo chức năng nhiệm vụ của ngành, chủ động kịp thời triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện lịch sử chính trị của đất nước, của tỉnh, tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch. Ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại phiên họp thứ 16 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO, nghệ thuật xòe Thái chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải, giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Căng Chải. Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa, luôn mong.